Bây giờ trước khi đến với vòng thứ 3 có tên gọi là ngôi sao may mắn thì xin mời hai khách mời hãy lựa chọn một trong ba người này để làm đồng đội của mình trong thử thách thứ 3. Đồng thời họ cũng đang giữ ngôi sao may mắn. Mời chị Thư. Chị là gu rồi. Đó chị chọn cái công của chị. Không để cái kênh Vinh. Mắc cỡ quá. Đó, người ta đã về với gu của người ta. Thủy rồi. Thủy, chọn ai Thủy? Biết chọn ai đây? Đứng giữa hai người, hai hình dung tôi biết chọn ai. Không, thật ra thì mình chỉ chọn về cân nặng, ai vác được mình thì mình chọn thôi. Thì chọn bạn... Khoa. Yeah. Dạ ơi, còn chờ gì nữa? Để anh đổi chỗ cho em. Cuối cùng cũng là của em. Đức Anh thì nó có cái gì đó nó giống giống anh Đức ha. Đọc ngược lại. Như vậy anh Thư lựa chọn đồng đội cho mình đó là Đức Hiếu. Còn Thu Thủy lựa chọn Đăng Khoa. Và trước khi đến với vòng 3, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Khán giả đang quay trở lại với vòng 3 của chương trình Giác Quan thứ 6. Vòng 3 có tên gọi là ngôi sao may mắn, với thử thách được mang tên là thu hoạch trứng gà. Mỗi đội sẽ có một rổ trứng gà như vậy. Người nam thì có nhiệm vụ ngồi trên chiếc xe thể thức 1 nhập từ Italy về. Wow, đảo nhập từ Nhật Bản về. Ngồi lên đây. Còn người nữ thì đứng đầu kia. Mình phải thảy làm sao cho người nam hứng được. Sao quá. Trong khi đó, chiếc xe này nó sẽ di chuyển. Hay quá. Bây giờ 2 phút dành cho đội chị Anh Thư xin được phép bắt đầu. Yeah. Nhanh lên. Hình như chỉ trật ra ngoài khoảng 3 trái thôi. Hầu hết là vô đó. Hay quá em trai. Đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Trời 19 ơi. 20. Cái này mình cho ghép lại cái là thành 21 nha. 21 quả trứng. Xin chúc mừng chị Anh Hương. 2 phút dành cho đội Thu Thủy xin được phép bắt đầu. Cố lên. Trời ơi, mới vô. Trời ơi. 1 trái. Nhanh dữ. Ai? 2 quả. Tội nghiệp nhỏ. Trời ơi trời. Đi xíu. Đưa phải chậm chậm thôi. Chậm rồi, nhanh quá. Ông này ông nhảy không kìa. Không.
4 3 2 1 hết giờ. Đưa gỗ đếm trứng. 1 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 hết. Cất đi em. Với kết quả vừa rồi thì rõ ràng đội chiến thắng là đội của anh Thư, giành được 10 điểm nữa. Xin chúc mừng. Trước khi chúng tôi công bố kết quả chung cuộc thì xin phép được tìm ngôi sao may mắn. Không biết là hai chàng trai này có ai đang giữ ngôi sao may mắn không ta? À, mình kiểm tra đi. 3 2 1 Xin mời. Ngôi sao may mắn này đem về cho anh Thư một phần voucher trị giá 3,5 triệu. Xin được tổng kết số điểm vừa rồi của hai đội. Đội chị Thu Thủy 20 điểm. Đội chị Anh Thư nè 35 điểm. Wow. Điều đó đồng nghĩa với việc là chị Anh Thư mang về cho đội mình 10 triệu đồng. Chúc mừng. Thứ sáu được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Giác quan thứ sáu xin chào và hẹn gặp lại.